Đây là trận thua thứ 6 chỉ trong 10 trận kể từ đầu mùa trên mọi mặt trận của MU. Dù vậy, huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn giữ niềm tin quỷ đỏ sẽ xoay chuyển được tình thế vì cho rằng ông vẫn đang được ban lãnh đạo đội bóng ủng hộ. Nhà cầm quân người Hà Lan cũng bảo vệ thủ môn Andre Onana, bất chấp thủ môn người Cameroon này là nguyên nhân khiến MU thua Galatasaray và trước đó là Bayern Munich với tỷ số 3-4 lượt ra quân Champions League. MU đang tự hủy, tờ Daily Mail đánh giá. Đội bóng do huấn luyện viên Erik ten Hag dẫn dắt không còn là một MU vĩ đại như thời Alex Ferguson. Một đội bóng lớn thường luôn ngược dòng để chiến thắng, nhưng MU hiện nay lại thường thua ngược. Họ không còn giữ được phẩm chất của mình, nhà báo Chris Wheeler của tờ Daily Mail viết. Phong độ của MU gây khó hiểu cho chính cổ động viên của họ. Cứ một bước tiến thì hai bước lùi. Đáng buồn thay, đây lại là câu chuyện về mùa giải của MU hiện nay và nó vẫn tiếp tục ở đây, Chris Wheeler đánh giá thêm. Thật vậy, chuỗi trận đấu từ đầu mùa của MU đến nay cứ sau một trận thắng là một trận thua hoặc hai trận thua liên tiếp, rồi lại một chiến thắng để thắp hy vọng, nhưng rồi thua liền hai trận gần đây gồm trước Crystal Palace 0-1, đội mà họ vừa thắng 3-0 tại vòng 3 cúp liên đoàn và thua Galatasaray dưới cơ 2-3 sau khi đã dẫn 1-0 rồi 2-1. Huấn luyện viên Erik ten Hag chịu sức ép cực lớn khi MU sa sút và thi đấu không ổn định. Tôi luôn có niềm tin vào dự án của MU mùa trước chúng tôi đã có thành công rực rỡ hơn những gì mong đợi, nhưng trong kế hoạch hẳn sẽ có lúc gặp khó khăn. Đây là thời điểm chúng tôi gặp khó khăn. Quan trọng là chúng tôi vẫn giữ niềm tin. Ban lãnh đạo đội bóng, các giám đốc câu lạc bộ vẫn tin tưởng ở tôi, cùng các cầu thủ, chúng tôi sẽ đoàn kết để vượt qua. Trận đấu cuối tuần gặp Brentford.